Ở đây có cái chảo, bên đây mình mở cái lửa lên, khi mà nó nóng cái chảo á là cái vòng đỏ đỏ đó, nó màu đỏ, nó biến thành màu đỏ nha, bắt đầu nó là màu nâu lợt. Giờ đổ dầu ăn vô. Dầu olive oil. Bữa nay mình làm cái món beef stew, tức là bò kho kiểu Mỹ á. Ở đây có khoảng 2,5 pound thịt bò mà lại là bò kho đó. Cắt cái miếng vuông vuông xong rồi ướp với tỏi với tiêu rồi thôi. Bỏ tủ lạnh 2 tiếng hồ, bây giờ đem ra chiên sơ sơ xong rồi bỏ vô cái nồi slow cook á. Nấu bò kho 8 tiếng đồng hồ, sáng mai ngủ dậy là có bò kho ăn với bánh mì hoặc là ăn với lại bún. Giờ bỏ thịt vô chiên chiên thịt sơ sơ. Đổ thêm miếng dầu vô. Xong rồi mình cái này không có cần phải chiên cho nó kỹ nha, chiên sơ sơ cho hai mặt cho nó thơm á, xong rồi mình mới bỏ vô cái nồi mình nấu. Nồi nấu chậm á, nấu 8 tiếng. 8 tiếng là cái thịt bò này nó mềm luôn, nó mềm mềm xèo luôn nha, mềm tức là nó là khá vậy đi. Bữa nay mình dùng cái cốt bò kho nè, beef stew nè, không đó. Stew beef đó, bên trong nó bột nó giống như nè, còn đây là khoai tây, hành, tỏi, tỏi nguyên củ luôn, tỏi bầm. Phía bên đây là cà rốt với lại khoai tây mà sắc miếng bự bự á. Cái khoai tây này mình sắc nhỏ đó, mục đích là để cho nó hầm á, chút xíu nó tan ra, nó thành cái nước sạch sạch á thì cái bò kho nó ngon hơn. Nếu mà không mình không bỏ cái này thì mình phải bỏ bột và bột bắp á để làm cái nước sạch sạch. Giờ mình đổ hành vô, đổ tỏi vô. Đảo sơ sơ cho cái tỏi với cái hành đó, nó dính vô trong cái thịt nè. Bây giờ ok rồi đó, nãy giờ chiên cũng khoảng 3 phút là ok rồi. Giờ tắt lửa, chuyển qua cái nồi slow cook. Đó. À, ngon không? Thơm dữ lắm nha, mùi thơm nó bay ra lắm, đã lắm. Giờ gấp thịt qua, ở đây mình có cái nồi slow cook nè. Đó. Cái nồi này trước mình có nấu một lần, hai lần rồi đó. Hình như lúc trước có quay phim á, lâu lắm rồi. Giờ bỏ thịt xuống dưới đây, bỏ hết vô luôn. Nó bỏ hết trơn vô đây luôn, bỏ mấy cái tỏi vô luôn. Giờ mình dùng hai cái muỗng cà phê nhỏ đó, cái bột bột nêm, bột cốt bò kho đó. Bỏ nước vô quậy lên cho nó đều, xong rồi đổ vô trong đó. Thì ngày mai mình sẽ gia giảm thêm, chứ bây giờ tạm thời cứ để như vậy đi, hai muỗng này thôi. Bỏ nhiều quá thì có thể nó mặn, biết không? Còn người nào mà muốn ăn ớt á, ăn ớt cay cay thì bỏ ớt vô. Muốn ăn ớt gì thì bỏ ớt đó vô nha. Giờ mình đổ vô trong đây. Giờ đổ một cốc nước vô. Ngày mai mình sẽ gia giảm cái độ mặn của cái bò kho này. Để nắp lại. Cắm điện vô, chỉnh bên tay trái nó là low nè, low là thấp nè, high là cao, còn chữ W là warm tức là giữ ấm á, mình để high đi. Cái giờ đó mình để 8 tiếng đi. Không. Chỉnh tiếng, ok, rồi, tự động nó chạy thôi. Bây giờ đi ngủ, ngày mai dậy có đồ ăn. Ngày mai nêm lại sau. Đây là cái nồi bò hầm. Sáng nay mình ra mình nếm thêm chút xíu, thêm khoảng 4-5 muỗng nhỏ nhỏ cái bột nêm nó vô nữa, xong rồi bỏ 2 muỗng đường nhỏ. Cái thịt nó mềm dữ lắm. Thịt là nó mềm, nói là mềm rục, mềm tender luôn á. Thơm lắm.
Bây giờ bỏ miếng chanh vô. Đại khái nó cũng giống kiểu bò kho Việt Nam mình thôi, nhưng mà tại cái này mình bỏ cái cốt bò đó thì nó ra kiểu Việt Nam phải không? Dắt miếng chanh vô. Xong rồi lá quế nè. Bỏ miếng lá quế vô là nó thơm ha. Này bánh mì hôm qua còn dư nè. Sáng nay nướng lại chút xíu. Chấm cái nước này coi ngon không nha. Chấm nước bò kho. Ngon lắm. Mình có bỏ thêm cục bơ nhỏ nhỏ vô á. Thịt nó mềm xèo luôn. Ngon. Cắn vô là đã mềm xèo à. Hết sảy. Cũng cái kiểu giống vậy à, nếu mình muốn nấu ragu gà cũng giống vậy. Thì gà thì mình nấu chừng 4 tiếng thôi. 3 tiếng, 4 tiếng là nó rụt hết trơn à. Thơm mà ngon lắm nha bà con.